Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Các bạn thân mến, quay trở lại về chủ đề cây kiểng ha, cũng được phát sóng liên tục trên kênh Thu Bonsai. Hôm nay thì Năm Thu cũng xin giới thiệu với các bạn là cây bông giấy. Các bạn thân mến, thì cái clip bông giấy thì Năm Thu cũng nhớ là năm ngoái năm kia gì á, mình cũng có làm một lần. Chắc có lẽ là nó làm lâu quá rồi, những cái clip nó tuột xuống sâu, các bạn không có tìm ra. Có một số bạn thì nhờ Năm Thu chia sẻ là cái cách trồng bông giấy, như là chăm sóc bông giấy. Thì hôm nay thì Năm Thu để làm lại cái clip. Tại vì cái clip mấy năm trước đó, các bạn, mình cũng có làm rồi, mà lúc đó là cái kiến thức của mình đó, nó cũng không được hoàn thiện, nó cũng không đầy đủ. Chứ nói hoàn thiện thì cũng không dám hoàn thiện đâu các bạn. Nói chung là hồi đó kiến thức mình không đầy đủ, với cách nói chuyện của mình đó, mình chia sẻ nó không có mạch lạc, các bạn khó hiểu là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là thời điểm đó là mình, cái cách làm phim của mình á, dàn dựng của mình nó cũng chưa được hay lắm. Thì hôm nay thì Năm Thu quyết định làm lại, thì Năm Thu cũng sẽ từ từ làm lại những clip mà trước đó các bạn đã thắc mắc là do chất lượng hình ảnh cũng như là âm thanh nó không phù hợp, thì mình sẽ làm lại từ từ nếu mà có điều kiện, có thời gian các bạn. Hôm nay thì rảnh rỗi xanh ông nổi mình cũng làm cái clip chia sẻ các bạn. Các bạn thân mến, thì cái cây bông giấy trước mặt các bạn là cây bông giấy rồi các bạn. Đây là cây bông giấy Mỹ, được du nhập vào Việt Nam là những năm gần đây thôi. Chính xác thì Năm Thu không biết, nhưng mà Năm Thu biết bông giấy Mỹ là chắc cái tầm nó cũng khoảng tầm 10 năm, hơn 10 năm gì đó. Tại vì trước đó thì cái dòng bông giấy này đã du nhập vào Việt Nam lâu lắm đó các bạn. Hầu có thời mình ông già mình rồi, mình còn nhỏ xíu à đã biết cái bông giấy rồi. Tại vì cái ngày xưa là cái bông giấy này được trồng theo cái bờ rào của cái vùng nông thôn đó bạn. Thứ nhất là làm cho đẹp, thứ hai là chống trộm rất là hữu hiệu. Thành ra cái bông giấy là đối với người Việt Nam chẳng ai xa lại bông giấy hết. Nhưng mà khi mà cái bông giấy mỗi một thời đại, mỗi một năm nó được nâng cấp lên, cái giống thì được du nhập đưa vào những cái giống mới liên tục. Cũng như là cái giống mới trước mặt của bạn là đây là cái bông giấy Mỹ. Bông giấy Mỹ này á thì nó có cái đặc tính ưu việt so với những bông giấy khác là các bạn thấy cái củ đúng không? Cái củ Mỹ đẹp hơn ha, củ Mỹ rất là đẹp. Cái củ Mỹ này nó bự, nó cứng các bạn. Cái củ nó bự, nó cứng, nó không phải như cái củ bông giấy ngày xưa mình nhập vào Việt Nam. Thì cái củ nó cũng có củ, nhưng mà củ nó nhỏ và đồng thời nó rất là dễ bị mối đục, cái xốp cái củ nó dễ bị hư củ. Thì hiện tại gần đây thì Năm Thu cũng thấy là có một số bông giấy Mỹ hầu như là cũng có mục á nha, nhưng mà cái tỷ lệ nó mục cái củ nó ít hơn. Có lẽ rằng cái cây bông giấy này cái củ của nó cái gốc rễ của nó cứng hơn những cái loại bông giấy trước kia các bạn. Thì bông giấy Mỹ thì nó có rất là nhiều dòng, nó có rất là nhiều chủng loại. Thì xuất xứ thì các bạn tự tìm hiểu đấy ha, Năm Thu cũng không rành lắm đâu, mình biết gì mình chia sẻ nấy thôi. Nhưng mà Năm Thu khoái nó là cái tính ưu việt của nó là cái thứ nhất là cái củ, cái thứ hai nữa là cái bông, cái nhánh của nó các bạn, nhánh của nó hầu như nó ít cái dương dài mà nó nhặt lại, rồi xong bắt đầu nó có những cái chùm bông tự nhiên rất là đẹp, mà nó không phải như bông giấy trước kia. Bông giấy trước kia là cái nó nhảy nhánh đó các bạn, nó nhảy nhánh rất là dài, thành ra khi mà chúng ta trồng vô cái chậu chơi bonsai rất là khó, ép nó nhỏ là chúng phải biết một số kỹ thuật chúng ta ép là mới được. Còn thông thường á, nếu các bạn mà trồng mà không có kỹ thuật mà rút cành rút lá lại thì các bạn chơi như cái dòng bông giấy ngày xưa mà chơi nhỏ như thế này là rất khó. Nhưng mà cái bông giấy Mỹ các bạn thấy không, hoàn toàn tự nhiên, Năm Thu không có áp dụng phương pháp gì hết, mà chỉ khi nào nó dài quá mình coi tàn lại, dài quá mình coi tàn lại, mình để cho giữ cái khung cây á, cái khung cây nó vừa như ý. Các bạn thấy là cây này gọi là xuất sắc thì cũng không phải là xuất sắc cho lắm, nhưng mà nếu mà mình trồng được cây như thế này mà nó ra bông quanh năm như thế thì cũng gọi là rất đáng yêu các bạn. Đây đó, thì đặc biệt cái bông giấy Năm Thu thích nữa, lần nữa cái nữa nói câu nọ sọ câu kia là cái gai của nó các bạn. Như là cái cây này nó cũng có gai, nhưng so với bông giấy Việt Nam mình, bông giấy cũ nó có gai, nhưng mà cái gai của bông giấy này nó ngắn hơn. Thằng Mỹ củ bự nhưng mà gai lại ngắn, nó hay vậy. Cái củ thì to chào á mà cái gai nhỏ xíu, cái gai của nó các bạn nó ngắn, nhiều khi mà cái gai của nó già rồi cái gai nó rụng hay sao mình thấy nó không còn sắc nữa. Còn nếu mà cái bông giấy ngày xưa, cái về xưa Việt Nam mình trồng trước đó thì cái gai của nó càng già, nó càng bén, nó càng nhọn hoắt như cái kim luôn. Thì cây này nó được tính vậy nè các bạn thấy không, đưa khuôn mặt vô ha, đưa cái mặt vô cũng không sao hết trơn ha, nó không có bị ảnh hưởng vậy nè, không có bị ảnh hưởng gì trơn. Thời bông của nó rất là đẹp, chùm bông, nó điểm xuyến chùm bông. Nó cái ưu điểm nữa là cái bông nó gai nó ngắn, đồng thời khi nó già thì gai nó rụng đi. Là các bạn thấy đó là cái còn cái nữa là nó rất là chậm lớn, thì nó khi mà cái tốc độ nó chậm lớn thì chúng ta trồng chậu rất là dễ ha. Rồi Năm Thu cũng giới thiệu sơ qua về cái đặc tính của bông giấy Mỹ. Còn chủng loại bông giấy Mỹ thì hiện nay thì nó có rất là nhiều loại,
cái loại lá cẩm thạch nè, cái loại màu sắc pháo nè, cái loại màu đỏ nè, cái loại màu cam nè, cái loại màu màu hồng nè, cái loại màu trắng nữa nè. Năm vừa rồi thì Tết vừa rồi, Tết Tân Sửu vừa rồi là cái bông giấy bắt rất là chạy, nhất bông giấy dù màu bắt rất là chạy. Năm nay thì hầu như là người ta thích bông giấy hơn, chắc có lẽ là cái bông nó đẹp với cái giá nó phù hợp thì ra bông giấy bắt rất là chạy. Đến hôm nay thì hương sương đã qua rồi mà khán giả vẫn còn yêu mến bông giấy, rồi gửi về cho Đông Thu là nhiều người điện thoại cho Đông Thu là hỏi nơi mua và đồng thời hỏi cách chăm sóc, thì bởi vậy thì nó mất. Chính vì những câu hỏi của các bạn đặt ra nó làm cái nguồn động lực là thúc đẩy Đông Thu để làm những cái clip, cho ra đời những cái clip. Thì Đông Thu khi mà clip phát sóng thì bao giờ cũng vậy, Đông Thu cũng xin lỗi các nghệ nhân, mình cũng xin lỗi các nhà vườn ha, mình không phải là nghệ nhân nghệ nhiếc gì hết á, mình chỉ là các người trồng cây thôi, trồng cây bình thường thôi. Rồi khi mà Đông Thu trồng thì mình trải nghiệm được, mình thấy cái qua tự ta mình trải nghiệm ha, chứ mình không có hỏi người, không phải là mình lấy kinh nghiệm từ người khác, mà tự là kinh nghiệm từ chính bản thân của mình thì mình mới làm tiếp chia sẻ các bạn đó, nó mới mang tính trung thực hơn. Thì nó như thế thôi, mình chia sẻ, nếu bạn nào mà cảm thấy phù hợp thì chúng ta mà cùng nhau trải nghiệm. Nếu mà bạn thấy mà cảm thấy mà kiến thức Đông Thu mà còn non nớt quá, chưa đầy đủ thì mong rằng các bạn tiếp tục comment về, đóng góp ý kiến thì Đông Thu sẽ sẵn sàng tiếp thu những ý kiến của các bạn, là trên tinh thần cùng nhau phát triển các bạn ha. Chứ trên đời này không có ai nói là hơn ai hết, mình hơn người ta cái này thì người khác cũng hơn mình cái khác thôi, chứ không có ai mà hoàn thiện hết. Thôi bây giờ mình quay lại về cái chủ đề bông giấy, nói dông nói dài, tôi ghét nhất là cái tập nói dông nói dài, nhưng mà tôi là nói nhiều nhất các bạn, kỳ cái gì không hiểu sao các bạn, có lẽ là cái tính mình nó như thế, cũng khó sửa lắm. Mình cũng cố gắng mình sửa, mình bỏ bớt những cái gánh nổi hơi dông dài, chứ biết sao giờ cũng khó lắm các bạn. Các bạn thấy không, cây này thì Đông Thu trồng hôm nay là chính thức, hôm nay là được 2 năm rồi. Thì cái cây này có một người bạn người ta tặng thôi, nhưng mà mình giữ được cái phân cây như thế này rất là khó. Cái hôm vừa rồi thì do cái bão hôm năm 2001 á, hôm khoảng tháng mấy, tháng 4 tháng 5 năm ngoái, thì cây này mình để trên cao nó rớt xuống rồi nó ngã, nó đổ, nó gãy nhánh. Thì lúc nó gãy nhánh thì Đông Thu tiếc quá, thôi sẵn gãy một nhánh rồi nó bị lép cây á, mình tiếp tục mình bỏ hết luôn để cho nó lên lại. Thì năm nay nó sẽ lên là đúng như cái phân cây lúc trước. Thì khi mà những nhánh xả nó rồi, Đông Thu ghi, Đông Thu trồng rồi, hôm nay nó lên nè, rồi mình tiếp tục mình nhổ cây lên, mình chia sẻ các bạn cách thức trồng ha. Rồi ok, bây giờ mình quay là cách thức trồng giấy đi. Bông giấy là một loại cây rất dễ trồng, Đông Thu phải nói thẳng ra là chưa có cây nào mà dễ trồng hơn trong giấy. Cái bông giấy nó dễ hơn cây bông trang, cây bông trang nó trồng như vậy mà cây bông giấy rất là dễ, hầu như là nó thích nghi mọi điều kiện khí hậu. Thí dụ như đất trồng của nó là quan trọng, là các bạn trồng đất trồng của nó là tươi xốp, thông nước là được rồi. Còn nếu mà cái vùng lạnh thì có thể là bông giấy nó ít ra bông, nhưng mà cái vùng nóng thì ra bông rất là nhiều. Hôm nào Đông Thu sẽ làm một cái clip chuyên về để cách mình làm cho bông giấy ra bông. Còn cái này thì Đông Thu để tự nhiên thôi, mình không có kích thích gì hết. Các bạn lưu ý là khi mà bông giấy nó ra bông vậy rồi, nó đang ra bông vậy rồi, các bạn bỏ cho nó một liều là 901, kích thích cho cái bông giấy là cái bông của nó màu sắc nó đẹp, đồng thời nó chậm nó lâu rụng thế thôi. Còn ngoài ra thì cái bông giấy thì các bạn trồng cái điều kiện thì nói chung là đừng quá khắc nghiệt. Nếu mà quá khắc nghiệt thì cây nó không phát triển, nếu mà các bạn mà cưng nó quá thì nó sẽ phát triển, nó không có bông. Thành ra đất trồng cho bông giấy thì các bạn đây, Đông Thu chia sẻ đất trồng giấy đây. Nè, đất trồng cho bông giấy nè, các bạn sử dụng đất đen. Khu vực các bạn để có đất đen, các bạn lấy đất đen ha. Hay là khu vực các bạn đất cù sa, hoặc là thậm chí các bạn mà không có đất cù sa, các bạn có đất cát cũng được. Rồi, chúng ta cái nếu mà đất của Đông Thu trước mặt các bạn là đất của Đông Thu là đất đen. Mình dùng đất đen khoảng đất đen mình chơi 60% đất đen. Đất đen các bạn ha. Rồi cái các bạn để xem mình xem có phải mình cho nhiêu ta. Rồi tầm khoảng 70% đất đen đó các bạn. Còn 30% còn lại mình trộn sơ dừa hay giỡ lúa, thế là xong. Ha. Các bạn đừng có bỏ phân vô đất nó nhiều quá. Bỏ phân vô đất nó giàu dinh dưỡng thì cái cây nó phát triển không à, nó ra chồi ra lá rất là nhanh, rất là dài, và đồng thời cái cây nó không có bông. Cũng như các bạn thấy là trước mặt các bạn nè, cây Đông Thu trồng nè, mình không có bỏ phân gì các bạn, mình chỉ cần một lợt đất như thế này thôi. Đất này Đông Thu đã trộn rồi ha. Đông Thu nhắc lại là đất đen này Đông Thu là trộn 70%, 30% còn lại các bạn có thể là trộn xưa dừa hay là giỡ lúa. Sau một thời gian khoan một đất như thế này đây, đất nó rất là tươi xốp, nó thoát nước, không cần bỏ phân. Một năm sau chính những cái cây nó còi cọc như thế này nó cứ thường ra bông, nó rất là yêu ha. Các bạn thấy không, ra bông chùm nè. Đó như vậy thôi. Thì tưới nước thì các bạn có thể một ngày tưới một ngày nghỉ cũng được, cũng không sao hết. Thậm chí một ngày tưới ba nghỉ cũng không sao. Nói chung là nó càng khắc nghiệt chừng nào thì cây nó càng thẳng thì nó càng mau ra bông. Nhưng mà các bạn khi mà mới bắt đầu mình trồng bông giấy từ cây nhỏ lên đó, thì các bạn lưu ý là các bạn nên bỏ phân cho nó để cho nó phát triển. Khi mà nó đến tầm phát triển như thế này rồi,
bạn muốn giữ cây lại, muốn ép cây lại thì các bạn ngừng bón phân. Lâu lâu mình bón lần tới 3-4 tháng mình cho nó một chút phân thôi, cho lá nó xanh lại thôi. À, đó vậy thôi, là cứ như thế là nó có bông, như thế là nó có bông quanh năm suốt tháng, hết đợt này tới đợt khác. Khi mà cây nó già, cây nó dài quá rồi các bạn có thể con lại. Qua một đợt bông các bạn hớt con là hớt gọn cây lại thì nó sẽ ra cái chậu mới, nó ra bông tiếp thế thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xả hai cây này ra để mình trồng thử cho các bạn xem ha. Là các bạn thấy không? Cái ông giấy đồng thu trồng hôm tháng 4, tháng 5 gì đó. Đó, hôm nay là chưa được một năm. À, các bạn thấy hồi mình trồng là nhánh nó nhỏ xíu thôi mà hôm nay thì nó đã phát triển như thế này. Rất là ok các bạn. Bông quá trời bông rồi ha. Nào. Mình sẽ phá một cái chậu ra. Cái chậu ra để mình đưa vô thay đất á. Rồi các bạn thấy không? Đây là cây bông giấy này cũng cùng chung một đợt cho nó đó. Cây này hôm Tết nó nở được bông rồi, hôm nay nó hết nở rồi. À, trước khi mình xả ra mình coi gù rễ nó như thế nào. À. Đây, nói các bạn có nó cắt ra mới được. Từ từ rồi cháu nó cũng như được ốc nó bắt ra. Để mình bỏ hết cái phần đất này mình trồng. Các bạn thấy không? Rễ ra. Đây là những cái phần rễ này các bạn. Nếu mà các bạn trồng một thời gian là những cái rễ này nó sẽ thành cái củ như thế này đây. Cái rễ này các bạn, nó lớn dần nó thành cái củ nè. Tại vì cây này cây non nó vậy á. Để năm thu cua cái rễ cho bạn xem ha. Cây non nó chưa có củ nó còn rễ nhỏ thôi. Rồi. Đó các bạn thấy không? Những cái rễ nhỏ nhỏ như thế này nè, sau thời gian nó sẽ thành cái củ, nó phát triển thành cái củ. Thì ngay vào thời điểm này các bạn có thể là mình sắp xếp cái rễ nó đều ra theo ý muốn của mình ha. Nếu các bạn không thích thì các bạn cho nó chuối xuống để sau này các bạn thành rễ nôm được. Rồi nếu mà cái cây như thế này, các bạn đó sẵn dịp này mình có thể mình tỉa luôn cũng được. Mình cây này thôi mình cho nó làm dáng bay đi các bạn ha. Chúng tôi sẽ tỉa bớt đi cho làm dáng bay đi. Tỉa bớt. À, nhánh này để đi. Nhánh cỡ này là các bạn có thể dăm nó lên rồi. Chút năm thu sẽ dăm thí điểm thử một nhánh cho các bạn xem để các bạn biết cách dăm cành ha. Dễ lên đó các bạn. Rồi đây sẵn thiệp mình tỉa cho nó ra thế luôn. Mình muốn cho cái cây này sau này nó có thế bay như thế này các bạn. Bay như thế này. Cái bông giấy đi dây kẽm các bạn lưu ý ha. Cái bông giấy nó rất là giòn. Đi dây kẽm các bạn đi từ nhỏ chứ cây nó lớn rồi các bạn đi dây kẽm nó dễ bị giòn, nó gãy lắm. Rồi. Muốn đưa vô đây thì mình quyết định mình đưa vô cái chậu ống này các bạn. Chậu ống này dưới bộ rễ mình cho nó đưa xuống. Đưa bộ rễ nó xuống vậy. Đó. Đưa bộ rễ xuống ha. Rồi, trước khi đưa cái chậu ống á là các bạn nên trồng bông giấy trong cái chậu ống á. Chậu ống là cái chậu nó cao như thế này. Khi mà rễ nó tuột xuống đây các bạn. Nó tuột xuống như thế này. Thì sau một thời gian khi mà các bạn thay chậu, mỗi lần thay chậu thì các bạn đôn một cái chậu nó cao hơn nữa, từ từ nó có cái bộ rễ nó rất là dài, đến nơm nó nhảy lên rất là đẹp. Còn nếu các bạn không thích, các bạn cho rễ bàn thì các bạn trồng cái chậu dẹp, các bạn buông rễ nó xẹp bốn phía thì cái chậu nó sẽ cái rễ nó sẽ bẹt ra, cái rễ nó bàn ra vậy nó nổi lên. Còn cái chậu này năm thu trồng là cố tình là mình cho nó thành cái cây nó đế nơm á, sau này cái đế nơm nó cao lên cực kỳ đẹp đẹp. Thì bây giờ cái chậu này mình cũng đã bỏ một cái dưới đáy chậu á, mình đã bỏ một chút cái than tổ ong rồi. Bây giờ mình bỏ đất vô ha. Bỏ đất vô. À, bây giờ mình uống cái rễ các bạn. Cái bộ rễ thì tự nhiên nó làm rễ bàn rất là đẹp, nhưng mà thôi mình cho nó thành rễ xuống nó chơi, cho nó vô cái chậu ống này đi cho nó chui cái rễ xuống trên. Uống cho cái rễ nó chui xuống. Rồi ok, thế là chúng ta chèn đất vô thôi. Rất là đơn giản các bạn ha. Đơn giản như là đang giỡn thôi. Đơn giản, bỏ vô. Rồi, xong rồi. À, chúng ta sẽ cũng có được chậu giấy. À, nhánh những nhánh này chút nữa mình rảnh rặn mình uống lại. Uống là cho dáng nó bye bye, tạt qua bên nha. Tạt qua bên. Nhánh này sao ta? Kỳ kỳ không? Kỳ kỳ không? Chơi mày luôn đi.
cho nó bớt, cho nó ba nhánh, được ba nhánh rồi, ok đó, xong đó, nhập xong rồi. Năm Thu sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để mà mình, cái cách để mà mình dâm bông giấy như thế nào. Năm Thu cũng chia sẻ các bạn luôn. Các bạn lưu ý ha, cái phần này mình chỉ là mình mô phỏng thôi, để cho các bạn tự trồng lại chứ không phải là mình trồng như thế này. Bởi vì nếu mình trồng thì mình sẽ trồng vô cái chậu to hơn, chứ phải cái chậu nhỏ xíu rồi đâu các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn chọn một cái đất tươi xốp cũng như Năm Thu đã chia sẻ, bỏ vô cái chậu. Rồi những cái nhánh, những cái nhánh các bạn muốn muốn trồng, các bạn chọn cái giống bằng cách từ cây mẹ. Mình cắt á, nếu các bạn cắt mỗi một cái nhánh các bạn cao khoảng chừng là 10 phân thôi. Mỗi một nhánh thế này các bạn cắt cao khoảng chừng 10 phân. Rồi giờ ha, như vậy là mình được hai nhánh đó, được hai nhánh như thế này. Và đồng thời những cái kiểu này là mình trồng cũng được rồi các bạn đó, cũng nên là tại cái thân nó già rồi. Nếu cái thân nó khô, nó già, nó cứng là nó có tầm khoảng chừng cái tầm khoảng chừng 5 ly trở lên là các bạn có thể dâm được. Rồi chúng ta tiến hành. Nếu bạn nào mà có N3M hay là thuốc kích rễ, các bạn nhúng vô, nhúng thuốc kích rễ vô trong cái, cho cái thân này trong vòng khoảng 10 phút, đến 5-5 phút vô. Rồi các bạn găm vô, găm vô cái chậu như thế này, rất là dễ dàng. Rồi găm vô chậu, rồi các bạn tưới nước, có pha thuốc kích rễ các bạn tưới một lần. Rồi các bạn dùng cái túi ni lông các bạn chùm lại. Rồi tưới lông cùng các bạn cột kính là ha, cột kính là như thế này. Thì khoảng một tuần sau các bạn mở bọc ni lông ra, các bạn tưới cho nó một liều thuốc, nước nữa, nước có pha thuốc kích rễ nữa. Là cứ như thế, khi các bạn thấy nó có rễ, có nó có chồi non rồi, khoảng chừng 2 tuần sau nó có chồi non thì các bạn tháo bọc ra. Nhưng mà trước khi tháo, để tránh cho cây nó bị cháy lá, các bạn cứ mở bọc ra như thế này ha. Mở bọc vậy để như vậy qua ngày hôm sau nó quen rồi mình tháo hẳn ra. Tháo hẳn ra. Cứ thế các bạn để vô máng ha. Từ từ các bạn dơ dặn cho máng. Khi mà dâm như thế này thì các bạn lưu ý là mình dâm cây. Dâm cây mình để trong mát, không phải để ngoài nắng các bạn. Thì Năm Thu cũng dâm từ cái này tới cái nó lên không. Khi nào nó lên thì có dịp mình sẽ báo cáo lại các bạn. Đây là cái vấn đề là mình mô phỏng để mình trồng các bạn ha. Nếu các bạn trồng đại trà thì các bạn sẽ dâm vô cái chậu lớn hơn. Khi mà cây nó phát triển rồi, bắt đầu mình mới dỡ cây ra, mình chiết ra một cái chậu khác nữa. Rồi các bạn thân mến, thì đến đây thì Năm Thu cũng xin nói lời chia tay với các bạn. Chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thấy cái clip phù hợp thì các bạn nhấn like, nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì bạn hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn. Bye bye.